Dạ vâng, Đồ Gỗ Tuấn Thành xin kính chào toàn thể quý anh chị. Và ở trong video ngày hôm nay thì Tuấn xin giới thiệu với các anh chị cũng như là xin báo giá với tất cả các anh chị đang theo dõi video toàn bộ những sản phẩm mà chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong và hiện tại đang có ở trên video đây. Vâng, và hiện tại thì chúng tôi đang vừa hoàn thiện xong được 5 sản phẩm đồng hồ cây. Và 5 sản phẩm này thì là 5 sản phẩm đồng hồ cây đứng được chế tác từ 3 chất liệu gỗ khác nhau như anh chị đang thấy trên màn hình. Vâng, và cái sản phẩm đầu tiên mà Tuấn muốn chia sẻ với cũng như là giới thiệu và báo giá với các anh chị, mẫu bên trái góc trái nhất màn hình của anh chị đó chính là mẫu hoàng gia. Cái mẫu này nó còn có thêm một cái hồ lô đặt trên nhưng mà chúng tôi chưa đặt lên. Đấy, với mẫu hoàng gia này thì anh chị có thể nhìn thấy hai sản phẩm này là hai sản phẩm giống nhau. Nó khác một cái là mẫu bên trái này đây, nó được dát thêm vàng. Vàng này là dát vàng Đài Loan anh chị nhé. Và ở phía dưới của cái bộ sản phẩm hoàng gia này nó có thêm một cái chân bệ này nữa. Và sau đây thì Tuấn xin đo cái tổng diện tích của cái bộ sản phẩm này khi có thêm chân bệ nó là bao nhiêu ạ? Nó là rơi vào khoảng độ 98 phân 1 mét anh chị ạ. Mặt rộng đáy của cái sản phẩm này nó là 1 mét, chiều sâu tổng của nó là 46 phân. Và chiều cao tổng ạ, chiều cao tổng của sản phẩm này thì nó rơi vào khoảng độ 2m2 tính cả hồ lô. Ở hiện tại đang chưa có hồ lô thì nó rơi vào khoảng độ 2m10, 2m1. Chất liệu thì bộ sản phẩm này được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Và nếu như các anh chị muốn sở hữu bộ sản phẩm này thì hiện tại sản phẩm này chúng tôi cả đế, cả dát vàng hiện tại đang có giá là 11 triệu đồng với chất liệu máy điện tử Sunny, mặt nhôm mạ như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đây, cộng thêm cả dát vàng, cộng thêm cả chân đế này với chất liệu gỗ gõ đỏ là 11 triệu đồng. Đấy. Thì và sản phẩm bên cạnh này đây thì nó sẽ có giá thấp hơn. Sản phẩm bên cạnh này thì nó chỉ có giá là 9.500.000 đồng mà thôi. 9.500.000 đồng với chất liệu gỗ gõ đỏ, không có chân bệ. Thì khi sản phẩm này nó không có chân bệ thì Tuấn sẽ đo các anh chị xem tổng diện tích của nó đấy ạ. Là 85 phân, chiều rộng, chiều sâu ạ. Chiều sâu nó được khoảng 33 phân. Và chiều cao, chiều cao bộ sản phẩm này tính cả trước thì nó được khoảng độ 2m05 ạ. 2m05, rộng 85 và sâu là 33 với chất liệu gỗ gõ đỏ. Và sản phẩm này hiện tại đang có giá là 9.500.000 đồng. Và nếu như các anh chị nào có thiện chí đặt luôn trên video này, chúng tôi cũng để cho anh chị một cái mức giá hơn, ưu đãi hơn là khoảng 9 triệu thôi. Và vận chuyển miễn phí trong vòng 80 km. Đó. Với chất liệu mẫu mã hoàng gia. Đây là một cái sản phẩm mà nếu như anh chị kết hợp với một bộ bàn ghế hoàng gia thì phải nói là nó rất là phù hợp. Vâng. Đây, sau hai cái sản phẩm đồng hồ cây hoàng gia và hai cái sản phẩm mà trung tâm anh chị đang nhìn thấy ở trên màn hình đây. Hai sản phẩm này là hai sản phẩm giá trị nhất ở trong video ngày hôm nay, cũng như là hai sản phẩm mà được Tuấn Thành làm rất là chỉn chu và trau chuốt. Hai sản phẩm đồng hồ cây đứng, một sản phẩm là theo kiểu dáng sừng trâu, các anh chị cũng đã rất quen thuộc rồi đúng không ạ? Ở phía bên cạnh Tuấn đây thì là mẫu sản phẩm này nó cũng được thiết kế theo kiểu dáng cây hộp đứng sừng trâu. Cái điểm khác biệt một chút của nó đó chính là phần trương trên này chúng tôi thay đổi đi ạ. Như phía bên kia thì là mẫu sừng, để cái phần trương của nó là hai mái cong, mái sừng cong, cộng thêm một quả hồ lô ở giữa. Thì với mẫu bên này chúng tôi làm là có đục hoa hồng này và ở giữa này có một cái hình mặt nguyệt, mặt gương đấy ạ. Đấy, hoa là tây theo kiểu dáng tân cổ điển, rất là cổ điển. Nếu như các anh chị hay các bác là một người thích chơi về chất lượng gỗ, thích sưu tầm về những món sản phẩm cổ và độc đáo thì đây là hai sản phẩm mà sẽ đáp ứng được những tiêu chí và nhu cầu của anh chị. Hai sản phẩm này thì được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai 100%, hàng hoàn thiện rất là kỹ càng, cạo nạo trơn tru, trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết và được làm từ chất liệu gỗ cẩm lai. Hàng này là hàng đánh si. Đấy, hàng đánh si. Hàng đánh si này là các anh chị nhìn cái phần bề mặt gỗ này, nó cực kỳ là lì. Nó rất là lì gỗ và sờ rất là mượt. Đó, chúng tôi đã cạo nạo trơn tru cái phần bề mặt gỗ và đầm rất là phẳng phiu rồi. Nên là khi đánh si lên nhìn cái chất gỗ của nó rất là thật và sờ tay vào nó rất là trơn. Đấy. Với chất liệu gỗ cẩm lai thì cũng là một trong những cái dòng gỗ quý và là một cái dòng gỗ phải gọi là có độ bền cực kỳ cao. Nó được xếp vào trong top những dòng gỗ hạng A và top những dòng gỗ tốt nhất trên thị trường hiện nay, gỗ cẩm lai, gỗ mun, gỗ chắc. Đó. Đấy là những cái dòng gỗ tốt. Đấy, với kích thước của bộ sản phẩm này ạ. Sản phẩm này thì hiện tại đang có kích thước đấy ạ. Kích thước bộ sản phẩm này chiều ngang là 62, chiều sâu là 31. Vâng. Chiều ngang là 62, chiều sâu là 31 và chiều cao đấy ạ.
Chiều cao bộ sản phẩm này đang có kích thước là cao 2m01 phân. Vâng, cao 2m01 phân. Cái sản phẩm này có kích thước chiều ngang và chiều sâu nó giống nhau. Nó chỉ khác một chút, xanh hơn nhau một chút về cái đỉnh chóp trương này thôi. Đó. Với mẫu đồng hồ cây đứng kiểu dạng đường đục hoa hồng như thế này thì nó sẽ cái vành, đây là thiết kế vành mái cong, nhìn nó uyển chuyển hơn này và nó thanh thoát hơn. Thì cái độ cao của nó thấp hơn một chút, là cao 2m01. Còn với bên cạnh đây là mẫu đồng hồ cây sừng trâu. Thì anh chị có thể thấy là nó sẽ có hai dáng mái sừng đứng lên theo kiểu dáng của những cái cửa cổng nhà tòa lâu đài. Thì là nó có kích thước cao hơn một chút, bởi vì cái quả hồ lô này nó nhìn cao hơn. Cái sản phẩm này nó có chiều cao khoảng độ 2m07 đến 2m1. Chiều rộng nó vẫn là 62, sâu 31 và cao 2m1. Đó. Và sau đây thì tôi sẽ đưa cam lại gần hơn một chút để anh chị có thể ngắm nhìn những cái đường vân gỗ của gỗ cẩm lai và những cái tôm gỗ của nó. Đây. Đây, đưa cam đây ạ. Anh chị thấy đấy là phần trên này đây. Đấy. Gỗ cẩm lai rất là mịn màng, vân gỗ đẹp. Cẩm lai thì nó có cái màu gọi là màu tía. Màu của nó gọi là màu mận chín, màu tía anh chị ạ. Màu của nó là màu tím ấy, tím mận ấy. Vâng. Vân gỗ thì nó rất là đẹp. Đặc biệt là cái tôm gỗ của nó cực kỳ mịn. Và khi được đánh xi lên như thế này thì nó sẽ giữ nguyên được cái chất lượng gỗ, nó không bị phai mờ đi, cũng như là không mất đi cái độ lì của gỗ khi anh chị sờ lên. Rất là mịn, rất một cái dòng gỗ cẩm lai này nếu như các anh chị không biết về gỗ thì nó sẽ rất là khó để nói về cái giá trị của nó. Còn nếu như các anh chị mà biết về gỗ rồi thì đây là một cái dòng gỗ mà được rất nhiều những vị khách hàng kỹ tính cũng như là sở hữu những món đồ giá trị trong nhà lựa chọn cái dòng gỗ cẩm lai này làm những cái sản phẩm để làm nội thất trong không gian nhà mình. Vâng. Và hiện tại hai cái sản phẩm này đang có giá là 30 triệu đồng cho chất liệu gỗ cẩm lai hàng cây đứng như thế này và với chất liệu mặt đầu sâm. Và với mức giá 30 triệu đồng thì chúng tôi cũng có những ưu đãi như là tặng một phần quà cho anh chị cộng với miễn phí vận chuyển trong vòng 80 cây và bao cho thợ trách thoải mái về chất lượng gỗ. Riêng đồ gỗ Tuấn Thành chúng tôi làm thì đặc biệt với anh chị là cam kết là chuẩn 100% chất lượng gỗ. Nếu như có bất kỳ một cái dòng gỗ nào khác để pha tạp vào, anh chị có thể cho thợ đến check. Chúng tôi cũng rất là khuyến khích anh chị có một người hiểu biết một chút về gỗ để có thể check về cái chất liệu gỗ cũng như là chất liệu hoàn thiện của chúng tôi, để đảm bảo được cái độ uy tín cũng như là cái sự minh bạch giữa hai bên. Tránh về sau này chẳng hạn như nó có vấn đề gì đáng tiếc không xảy ra thì sẽ rất là khó cho hai bên, đúng không ạ? Và với 30 triệu đồng anh chị có thể sở hữu được hai bộ sản phẩm này rồi. Và nếu như các anh chị mong muốn sở hữu sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay với Tuấn qua số điện thoại 0966 995 686 để anh chị có thể được nhận được tư vấn cũng như là những mức giá ưu đãi hơn. Và tiếp theo đến đó chính là mẫu sừng trâu này. Mẫu sừng trâu này thì được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ anh chị ạ. À xin lỗi ạ, hương đỏ ạ. Hương đỏ thì là như các anh chị thấy thông thường ấy thì là nó là hương đá, đúng không ạ? Hương đá Nam Phi thì nó là một cái dòng gỗ được nhập khẩu từ Nam Phi. Còn hương đỏ này thì còn gọi là hương ta hay là hương Lào ấy ạ. Đó là một cái dòng gỗ chất lượng. Vậy chị thấy những cái sản phẩm tượng hay là những cái sản phẩm giá trị được làm bằng gỗ nu hương không ạ? Thì đây chính là cái dòng gỗ nu hương đấy mà các anh chị thấy. Nhưng mà những cái cục nu đấy là những cái cục nu của gỗ hương này thì nó rất là ít và rất là hiếm. Nó là những cái cục dị tật của cái gốc cây gỗ thì nó tạo thành những cái đốm nu, nó rất là đẹp. Thì đây chính là cái thân của những cái đốm nu đó. Đấy, một cái dòng gỗ rất là giá trị và được rất nhiều người lựa chọn sử dụng với cái gam màu đỏ trầm. Đấy, cái gam màu đỏ trầm, còn với hương đá thì nó sẽ là hồng nhạt và khi phun lên màu nó sẽ tươi hơn. Còn với gam màu đỏ trầm như thế này thì nó sẽ mang lại cho các anh chị một cảm giác đó, rất là đầm ấm, rất là bình yên với cái cam màu của gỗ hương chúng ta này. Đó. Với cái sản phẩm này thì hiện tại đang là mẫu sừng trâu. Kích thước bộ sản phẩm này đây ạ. Sản phẩm này nó rộng là đây ạ. Rộng là 66 phân. Chiều sâu ạ, chiều sâu là 33. Chiều cao bộ sản phẩm này thì nó khoảng độ 2m17 là kích thước thông thường của bộ sản phẩm sừng trâu này. Đây, tôi đo lại cho chuẩn. 2m2 ạ. Sản phẩm này tôi làm cao hơn một chút là cao 2m2. Với chất liệu gỗ hương ta, mặt diện nhôm mạ, mặt vuông trăng sao. Mặt vuông trăng sao nghĩa là đây là hình vuông này, nó có thêm nửa đường tròn trăng sao ở bên trên này. Chúng tôi gọi nó là mặt vuông trăng sao. Đây là một chất liệu mặt nhôm, máy điện tử Sunny và tất cả những quả tạ thanh lắc này của nó đều là những quả tạ thanh lắc của
Sunny với những cái đốm đường gân đẹp. À, nó hơi chặt một chút, tôi chưa mở được đấy. À, nó mở bên hồi đây. Xin lỗi quý vị chị nhé. Đây, những cái thanh tạ này, nó có những cái đường gân này, thì chính là những cái thanh tạ, thanh quả tạ thanh lắc của máy dòng máy Sunny. Đó, một cái dòng gỗ rất là giá trị. Và hiện tại sản phẩm này, chúng tôi đang bán tại cửa hàng là 17 triệu đồng. Đấy, 17 triệu đồng cho cái bộ sản phẩm đồng cây sừng trâu với chất liệu gỗ hương ta, mặt nhôm mạ và hàng hoàn thiện chuẩn chỉnh như thế này rồi, chỉ với giá 17 triệu đồng mà thôi. Bao các anh chị đến tận nơi check thoải mái. Nếu như các anh chị có thiện chí lấy sản phẩm này thì tôi cũng có ưu đãi hơn về giá cho các anh chị. Đấy, tiếp theo đến ạ, chính là mẫu ở đây, M24. Đây, mẫu thứ 6 này. Đấy, mẫu thứ 6 này thì hiện tại chúng tôi đang làm theo kiểu dáng gần giống như mẫu thứ 3, gỗ cẩm lai anh chị thấy ạ, với kiểu dáng hình mái cong, nhưng mà thay đổi ở đây là những cái thanh gỗ ốp lên để tạo cái điểm nhấn cho nó trơn tru. Cái mẫu sản phẩm này thì nó thích hợp với những anh chị thích sự đơn giản, dễ lau chùi và không quá cầu kỳ về những đường nét sản phẩm. Nhưng mà đặc biệt là cái sản phẩm này nó có những cái đường nét hàng ngang rất là bén, những cái đường soi rất là nuột đẹp. Đó, những đường soi rất là nuột và nó rất là trơn tru. Chúng tôi thiết kế rất nhiều mẫu mã sản phẩm để phù hợp với tính cách cũng như là cái lối chơi của từng người. Người thì thích đục chạm thì chúng ta sẽ làm những sản phẩm nó có nhiều nét đục chạm hơn, và những anh chị thích sự đơn giản với những sản phẩm nó đơn giản thôi, dễ lau chùi và để nó thể hiện được những cái đường vân gỗ của nó ở trên bề mặt sản phẩm, thì đây là cái sản phẩm mà anh chị nên xem xét và tham khảo. Sản phẩm này thì nó cũng có kích thước là cao 2m2, thấp hơn cái kia một chút tại vì cái chóp của nó cao hơn. Nó cũng 2m2 ạ. Chiều rộng của nó vẫn là 66 phân và sâu là 30. Sâu 30, rộng 66 và cao 2m2. Với chất liệu gỗ hương đá thì sản phẩm này hiện tại chúng tôi đang có giá là 10 triệu đồng. Với chất liệu máy điện tử Sunny, mặt nhôm mạ. Đó. Tất cả 100% hàng Sunny. Hàng Sunny thì chúng tôi có bảo hành 3 năm. Như nhà sản xuất thì có bảo hành 2 năm thôi, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì chúng tôi bảo hành thêm 1 năm nữa cho khách hàng, để tri ân cho những khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Đấy, 10 triệu đồng cho một sản phẩm với kiểu dáng rất là đơn giản, trơn tru như thế này. Nhưng cũng không không quá là đơn giản, đúng không ạ? Anh chị nhìn nó đơn giản về cái đường nét thôi, nhưng mà để mà đóng lên được một sản phẩm này cũng rất là cầu kỳ và rất là nhiều cái công đoạn phức tạp, đúng không ạ? Chỉ có những người thợ thì nhìn thì sẽ cảm nhận được, thấy được cái sự mà để đóng lên được một sản phẩm này nó nhiều công đoạn như thế nào. Tiếp theo đến sản phẩm cuối cùng, mẫu số 8 đấy ạ, 7 ạ. Sản phẩm này thì cũng được làm từ chất liệu gỗ hương ta, hay còn gọi là hương Lào đấy ạ. Đấy, như giống như mẫu sản phẩm số 5 mà tôi vừa giới thiệu. Sản phẩm này có kiểu dáng giống như mẫu thứ 4, thứ 3, gỗ cẩm lai. Đấy, giống y hệt luôn. Khác một chút về cái phần giữa này. Ở kia nó là cột tiện tròn, thì đây là cột tiện tròn vuông có thêm một cái đường nhấn ở đây. Đấy, với những cái đường triện gấm này, những cái đường triện gấm làm điểm nhấn hai bên này. Đấy, rất là đơn sơ và rất là cổ kính với chất liệu gỗ hương ta. Ở giữa này có hình mặt gương và cái đường đục hoa lá tây này, với những cái vành soi giống ngã này. Đó, rất đẹp cả trên cả dưới, rất là đều và với chất liệu gỗ hương ta dày dặn, hàng ván dày một phân đủ anh chị nhá. Và ở phần trên cái vách trương này chúng tôi làm ván dày 1/2 này. Các khung cánh này làm dày 2,5 phân. 2,5 phân ạ. Đấy. Sản phẩm này thì nó có chiều rộng đây. Tôi đo luôn kích thước chiều rộng cho anh chị. Chiều rộng của nó là 63 phân. Chiều cao của nó là đây ạ. Chiều cao là 2m ạ. Chiều sâu là 31 phân. Và hiện tại sản phẩm này thì đang có giá là 16 triệu đồng, thấp hơn cái sản phẩm đồng cây sừng trâu kia 1 triệu. Ở về cái nguyên liệu của nó ít hơn và cái tiền công làm nên cái sản phẩm này nó cũng ít hơn cái sản phẩm cây sừng trâu kia. Đấy, nên là cái sản phẩm nào nó sẽ đi đúng với cái giá trị của sản phẩm đó, nên là chúng tôi bán rất là công khai và minh bạch cho các anh chị về giá, về chất lượng sản phẩm. Có vấn đề gì chúng tôi cũng sẽ nói luôn, chẳng hạn như sản phẩm nó có lỗi ở đâu thì chúng tôi cũng sẽ bảo luôn. Nếu các anh chị cảm thấy lỗi đó có thể chấp nhận được và với cái mức giá đó thì các anh chị liên hệ với chúng tôi, để tôi có thể có cái mức giá ưu đãi hơn đó.
Nếu mà thiện chí thì bao giờ cũng sẽ có một cái mức giá ưu đãi hơn, đúng không ạ? Bất cứ chúng ta mua cái gì cũng vậy thôi. Vâng, và hiện tại trên đây là 7 sản phẩm mà tôi vừa giới thiệu cho các anh chị. Thì nếu như quý anh chị nào có yêu thích hay là muốn sở hữu cho riêng mình những sản phẩm nào thì anh chị hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là cũng qua địa chỉ của đồ gỗ Tuấn Hành. Tôi có địa chỉ tại là Ô Cách Đông Tiến Yên Phong Bắc Ninh, hoặc là showroom cửa hàng có địa chỉ tại đường tỉnh 295 Đông Tiến Yên Phong Bắc Ninh. Tôi là Tuấn, rất hân hạnh và được phục vụ các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.